Hello, xin chào tất cả mọi người và chào mừng mọi người đến với kênh Ato Vlog. Trước tiên cho tôi cảm ơn tất cả những ai đã bấm vào cái video này để xem. Và ngày hôm nay chúng ta có video gì? Đây là chuyến đi du lịch dài một tuần lễ ở 3 tỉnh thành Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An của gia đình tôi và gia đình của chị Việt Hương. Video sẽ chia ra rất là nhiều tập, rất mong các bạn theo dõi đón xem. Nếu ai thấy thích thú video này xin hãy bấm like, share cũng như subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ kênh nha. Dạ, và ngày hôm nay tôi đang đứng ngay tại thành phố Đà Nẵng, đây được gọi là Bana Hill. Yeah. Đi từ chỗ resort của tôi qua tới Bana Hill là 30 cây số, khá xa thưa quý vị, quan khách rất nhiều. Anh chờ bạn mình đã quay lại rồi. Bây giờ mình đã có vé luôn rồi. Cái cha em gì này bà. Cái ông đó ổng. Eliza đâu sợ mấy này đâu phải không con? Mấy cái quỷ này tao đi thơ Hồng Kông còn chưa sợ nữa. Còn có nhạc đồ nữa chứ. Có mấy lạnh không? Đó, có gió đó. Mấy lạnh trời gì? Khí trời như ngắn mấy lạnh. Trời cái suối kia hay thấy rồi, thấy giờ luôn rồi. Đóng chỉ tao mày. Ơi Ủa tai luôn rồi hả? Cái tháng là ngọn sơ suối nè. Và wow, quá đẹp đó, suối đẹp quá. Tôi đang thắc mắc là tại sao người ta lại làm một cái khu du lịch ở trên núi. Có chụp để em gửi qua Zalo. Rồi giờ không biết làm cách đâu, nào. Đâu bây giờ mày giúp ta xây dựng là ta vận chuyển gạch đá xi măng lên bằng cách nào ta. Cát nè. Nói chung là một cái công trình rất là kỳ công các bạn ơi. Xây dựng ở trên núi. Bà Nà Hiêu có từ rất lâu rồi nhưng mà ngày hôm nay hai lúa mới đi. Cái đó là cái không khí bây giờ ấy, nó đang rất là lạnh. Ở trên này giờ cảm giác đang là như vậy nè, rất là mát, rất là lạnh nè, giống như là mình đang ở trên Đà Lạt vậy. Khí hậu rất là dễ chịu thưa quý vị. Đây là Hà Mập thưa quý vị. Giám đốc công ty của tôi, sếp tôi. Còn đây là Hương Sì Ke là quý vị. Đây là ông Trịnh Bầu Sơn. Cầu gì? Bờ Tây. Ok, tôi đang đứng trên cái cầu. Có một cái bàn tay nắm đấm trên cái cây cầu á, và bây giờ là hình ảnh sát thực tế cho các bạn xem đây. Đây là cái ngón tay nè. Ngón tay nhìn xa thì tưởng đây là rong rêu nhưng thực sự không phải rong rêu mà là họ sơn vào để cái cảm giác mình nhìn xa giống như là nó thiết kế nó giống như là nó là cũ cổ. Nhìn xa tưởng là rong rêu bám. Nhìn xa tưởng rong rêu nó bám. Mà không phải. Đây. Cái này là bốn ngón. Này ngón giữa nè. Này ngón cái nè. Đó. Yeah. Đây là chiếc cầu bình nín nè. Xin chào các bạn và bây giờ chúng ta chuẩn bị đi tới làng Pháp ở trên Bà Nà. Anh xin chào và mình đã quay lại. Hello. Hello. Mình đi mình đi nè. Mình
1, 2, 3, ok. Run. Em không rồi. Em không rồi. Lấy luôn. Ôi, em không biết không rồi, không ra được. Trời ơi, hả? Trời ơi, em bị bắt không rồi. Trời ơi, trời ơi. Không cho vợ em ra nè. Ghê thiệt. Bà Thủy đang sống ảo nè mọi người. Bà Thủy đang sống ảo nè. Xô đếp nè. Xô đếp nè. Con bả ngồi sao á nha quý vị ơi. Mệt quá quý vị ơi. Mệt quá. Mệt quá. Hiện tại tôi và gia đình đang ở nhà hàng Arabang. Arabang mua một cái vé buffet 250.000 đi ăn buffet nhà hàng Arabang. Cuối cùng bà chị tôi bà đi chơi bà chửi hoài à, bà người Việt Nam mà ai nhìn bà cũng tưởng Philippines hết. Các bạn bây giờ mình sẽ chơi mát nè, chơi ảo giác. Sao vận động viên, vận động viên cảm thấy sao? Cảm giác sao? Ghê. Ghê à? Hồi nãy lúc mà vừa chưa cái chân ra sợ không? Nhưng mà chú tôi thấy con nhảy từ cái miếng này nhảy qua cái miếng khác này là quá giỏi rồi. Biết xoay chuyển. Vận động viên lên đỉnh. Con vận động viên này lên đỉnh. Yeah. Theo cô. Ghê quá. Thầy giáo năm nay giáo nè. Ca sĩ năm nay đừng nghỉ nè, ớt tóc năm nay ngồi khóc, kè neo năm nay đổi meo nè, khách sạn năm nay phá sản, diễn viên năm nay khỏi tuyển nè, du lịch thì đi chặn dịch nè, quan tài năm nay bán chạy nhiều năm rồi. Quan tài năm nay bán chạy, năm nay bán chạy.
quá mệt. Thêm 17 kg. Mọi người ơi, yeah. Hôm nay đi chơi vui không? Mệt quá. Bây giờ tôi đang ở cầu Vàng. Thời tiết bây giờ đang rất là lạnh các bạn ơi. Rất là lạnh, phải dùng từ là rất là lạnh. Đúng không thầy? Dạ, rất là lạnh. Omega Banana Hill ban đêm quý vị ơi, đèn lên rất đẹp quý vị ơi. Bầu trời vẫn trong xanh. See you again. Hẹn gặp lại. Bye bye Banana Hill. Ok, giờ tôi đang ở trên cáp treo rồi. Giờ bây giờ mọi người đi về. Mà quá mệt mỏi rồi, nãy đi lộn đường. Mình kết thúc clip ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cảm ơn. Ok, nói chung cuối cùng là cũng xong tập 5 Bà Nà Hill rồi các bạn. Cái tập này vẫn hơi bị cực luôn, tại vì nó quá là nhiều hình mà còn phải chống rung video nữa. Cho nên cái tập này tôi vẫn chắc cũng phải gần 4 ngày mới xong đó. Tại vì vẫn hồi quải quá, mệt quá, mở mắt quá cho nên tắt rồi không làm tiếp nữa. Nói chung là rất là mất thời gian cho cái tập này. Ok, và tiếp theo là tôi sẽ mời các bạn đến với tập 6. Đó sẽ là một chuyến tham quan của tôi và gia đình đi tới chùa Linh Ứng ở Đà Nẵng, một ngôi chùa rất là linh thiêng. Còn bây giờ nếu các bạn cảm thấy video này thú vị, xin hãy để lại một like, một share cũng như một đăng ký để giúp tôi có động lực làm ra thêm nhiều video mới nữa nha. Và đừng quên để lại bình luận để giữa tôi và các bạn được tương tác nhiều hơn. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.